9. Hòa thượng giảng vào tháng riêng năm 1983, khi thọ ấm trở nên rỗng suốt hư diệu, hành giả không còn vướng mắc với trạng thái tà lự. Đến lúc này thọ ấm đã hết, hành giả đang ở trong tưởng ấm, nó vốn rất vi tế và nhỏ nhiệm. Vi tế là khi ông không còn vọng tưởng, thì ông sẽ không còn bị quấy nhiễu bởi tạp niệm bởi trạng thái tà lự đó là do cảm giác bất an và sợ hãi bất an và sợ hãi điều gì giống như có người nước kỷ cứ lo sợ không biết lúc nào thì trời xanh kia sẽ sập xuống đó là ông ta đã ở trong trạng thái tà lự nay hành giả không còn bị vướng trong trạng thái tà lự ấy nữa không còn tình trạng đó trong ông ta nữa tuy nhiên anh ta không đủ sức để chống lại với phiền não đến từ bên ngoài do vì tham ái và mong cầu vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh ta vì tư tưởng tự tư và tự lợi vẫn còn ẩn giấu bên trong nên hành giả sẽ bị tấn công bởi môi trường bên ngoài tà lự không những liên quan đến vọng tưởng mà còn liên hệ đến sự bất an và sợ hãi nữa khi bạn thấy sợ hãi một điều gì nghĩa là bạn có tà lự khi người khác áp chế bạn bạn sợ phải nói đến điều ấy thì đó cũng là một trạng thái tà lự